Thầy xin chào tất cả các bạn học sinh học văn và yêu văn trên toàn quốc. Thầy vui mừng thông báo với các bạn, vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, thầy sẽ chia sẻ những video bài học ngắn liên quan đến các đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ, lý thuyết đọc hiểu và phân tích tác phẩm văn học. Thầy hy vọng rằng với 5 phút học văn mỗi ngày, các bạn sẽ có được những kiến thức nền tảng vững chắc nhất, tự tin đạt được những điểm số cao trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Vì vậy, các bạn đừng quên ấn nút theo dõi trên trang cá nhân của thầy cũng như theo dõi trên kênh YouTube Học Văn Văn Học để có được những bài học hệ thống nhất. Ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề rất ý nghĩa liên quan đến cha mẹ. Đề bài như sau: trình bày suy nghĩ của anh chị trong một đoạn văn ngắn về câu nói khó khăn là thế, thiếu từ những cái nhỏ nhất, vậy mà họ vẫn vượt qua, vẫn sống trong sạch, và điều vĩ đại nhất là họ vẫn nuôi dạy chúng tôi nên người. Sau đây là bài làm tham khảo mà thầy chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng từ bài làm tham khảo, các bạn sẽ có những ý tưởng để viết nên những đoạn văn nghị luận xã hội sâu sắc của riêng bản thân các bạn. Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt, cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi. Có đi mòn đôi chân thì ta cũng chẳng thể nào đi hết tình thương của mẹ. Và nhìn mỏi đôi mắt, chẳng thể nào thấu hiểu được sự bao dung của cha. Cả cuộc đời lam lũ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ mong cho con cái có một tương lai tốt đẹp, có cuộc sống hạnh phúc về sau. Họ chẳng bao giờ mong đền đáp. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã mang ơn cha mẹ. Cha mẹ cho con dòng máu nóng, cho con trái tim ấm áp yêu thương. Bên con, dỗ dành con khi con cất tiếng khóc đầu tiên, đánh dấu sự sống trên trái đất xinh đẹp này. Theo thời gian, cha mẹ cùng con đi những bước đi chập chững đầu tiên, dạy con từ những tiếng bi bô tập nói. Bên con, mỗi bước ngoặt của cuộc đời, cho dù hoàn cảnh có khó khăn thiếu thốn đến đâu đi chăng nữa, họ luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Bởi vì con cái chính là niềm tự hào, là sự an ủi, là liều thuốc tinh thần vô giá của cha mẹ. Mỗi đứa con là một kho báu quý giá của cha mẹ. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể nhận thức đầy đủ được điều đó. Họ cho rằng tình yêu, sự chăm sóc của cha mẹ là một điều hiển nhiên. Không nhận ra được sự cao quý của cha mẹ cho đến khi họ rời khỏi thế gian này. Mất mát đó không bao giờ có thể bù đắp lại được mãi mãi, để trong lòng ta một khoảng trống đau thương, để hẳn trong trái tim một bóng hình ấm áp. Đó chính là người mẹ trong tác phẩm Hãy chăm sóc mẹ của Shin Ki-ung Sok. Câu chuyện về một người mẹ lặng thầm hy sinh vì chồng vì con, cho đến khi bà bị lạc, thì mọi sự hy sinh âm thầm dần dần hé mở, cho đến tận cuối cùng của tác phẩm. Mỗi người đọc chúng ta vẫn nhức nhối nỗi xót xa và nín thở chờ đợi một phép màu nào đó ở cuối câu chuyện, để rồi gấp cuốn sách lại, ta thấy vị mặn nơi đầu khóe môi, ngậm ngùi suy xét lại bản thân. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Một câu nói luôn luôn đúng, đó là chỉ có cha mẹ yêu thương con vô điều kiện. Công lao cha mẹ bằng trời bằng bể, không gì có thể so sánh được. Vì thế, đừng trách cha mẹ mình nghèo khó, bởi mỗi người đều có một hoàn cảnh, không ai giống ai. Hãy biết nhìn vào sự thật đó
để phấn đấu cho những lo toan, gánh vác bớt hẳn trên gương mặt cha mẹ. Hãy học cách yêu thương và sẻ chia, sống đúng đạo làm con và làm người để cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn. Vừa rồi, thầy đã chia sẻ một đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ rất ý nghĩa về chủ đề cha mẹ. Và cha mẹ nào cũng vậy, dù sống trong nghèo khổ, túng đói nhưng vẫn luôn tâm niệm đói cho sạch, rách cho thơm. Nghèo khó đến như thế nào nhưng vẫn nhất quyết sống trọn vẹn một cuộc đời trong sạch, làm gương cho con cái, nuôi dạy con cái nên người. Thầy hy vọng rằng những bài học và thông điệp trong đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ mà thầy truyền tải cho các bạn sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Các bạn đừng quên ấn nút theo dõi trên trang cá nhân của thầy và trên kênh YouTube Học Văn Văn Học để cập nhật những đoạn văn nghị luận xã hội hay nhất. Thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.